Cathy sinh năm 1984 tại Santa Barbara, California trong một gia đình theo đạo Thiên Chúa với chị gái và em trai. Cha mẹ cô là hai vị mục sư thuộc giáo phái Tin Lành, nên thời thơ ấu của cô gắn liền với nhà thờ, các hoạt động tôn giáo trong môi trường hết sức bảo thủ và nghiêm khắc. Tuy nhiên, gia cảnh của Cathy không mấy khá giả khi cả gia đình cô phải sống trong cảnh túng thiếu. Khi còn nhỏ, cô cùng các anh chị em tham gia nhiều trường học và hội trại theo tôn giáo, bao gồm trường đạo Chúa Santa Barbara trong những năm chính khóa. Lớn hơn, cô thường hát ở trong nhà thờ và theo đuổi dòng nhạc phúc âm ở lứa tuổi thiếu niên. Năm 15 tuổi, Cathy được nghe nhạc của Queen và lập tức mê mẩn ban nhạc, đặc biệt là thành viên trưởng nhóm. Đó là động lực thúc đẩy cô theo đuổi sự nghiệp âm nhạc sau này, cũng như ảnh hưởng lớn đến phong cách âm nhạc của cô. Quyết định bỏ học ở độ tuổi 15 đã thay đổi cuộc đời Perry theo cách cô không hề ngờ tới. Để chinh phục giấc mơ âm nhạc, cô theo học một khóa opera tiếng Ý tại Nhạc viện phía Tây ở Santa Barbara. Cathy Perry từng chật vật theo đuổi tình yêu âm nhạc. Khả năng ca hát của cô nhanh chóng chấp nhận được sự chú ý từ hai nghệ sĩ rock là Steve Thomas và Jennifer Knapp. Sau này, chính họ đã dẫn cô về Nashville, Tennessee để hoàn thiện kỹ năng sáng tác. Sau khi ký hợp đồng với hãng Red Hill Records, Cathy Perry bắt đầu thu âm và phát hành album đầu tay Cathy Houston vào năm 2001. Không may, hãng đĩa phá sản khiến album chìm nghỉm và trở thành một thất bại về thương mại khi số bán ra vẫn chưa tới 200. Chuyển tới Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc khi chỉ mới 17 tuổi, Perry vô cùng chật vật để tự lập, đặc biệt là về mặt tài chính. Cô tham gia đồng sáng tác với nhà sản xuất kim nhạc sĩ Glenn Ballard, người từng hợp tác với các giọng ca nổi tiếng như Alanis Morissette và Christina Aguilera. Trong khoảng thời gian này, Cathy Perry đạt được một vài thành tựu nhỏ trong mảng nhạc phim như góp giọng trong All Heart Beat the Heart, tác phẩm giành giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc trong phim hay nhất. Những tưởng mọi chuyện đã dần ổn định nhưng con đường âm nhạc của Cathy vẫn còn gặp nhiều khó khăn trước khi chạm tới thành công. Để tránh nhầm lẫn với tên của nữ diễn viên Kate Hudson, cô phải đổi nghệ danh thành Catherine Perry rồi Cathy Perry như hiện tại. Như hồi năm 2004, cô ký một thỏa thuận với hãng đĩa Madrid nhưng thỏa thuận lại đổ vỡ ngay trước khi đĩa nhạc của cô được công bố. Bước ngoặt quan trọng với Cathy là khi cô về chung nhà với hãng đĩa Capitol sau nhiều năm lận đận. Bước đầu thành công với sự thay đổi phong cách âm nhạc. May mắn thay, khi về dưới trướng Capitol Records vào năm 2007, Cathy được tạo điều kiện hợp tác cùng nhà sản xuất Dr. Luke để phục vụ cho album phòng thu sắp tới. Thành quả của họ là hai bài hát I Kiss a Girl và Hot and Cold trong album One of the Boys. Hai sản phẩm này chính thức đưa tên tuổi của Cathy Perry lên bản đồ âm nhạc thế giới. Ba ngày sau khi trạm phát thanh The River tại Nashville chọn phát I Kiss a Girl, bài hát lập tức nhận được vô số lượt yêu cầu từ thính giả. Chưa hết, I Kiss a Girl dẫn đầu Billboard Hot 100 trong 7 tuần liên tiếp, trong khi Hot and Cold đạt đến vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng này. Album One of the Boys tuy nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn, nhưng vẫn lọt vào top 10 trên Billboard 200. Cathy Perry giành giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards 2008 và giải nữ nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất tại PRT Awards năm 2009. Ca khúc cũng mang về cho Perry đề cử giải Grammy đầu tiên ở hạng mục màn trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất. Sách kỷ lục Guinness ghi nhận, cô có khởi đầu xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng kỹ thuật số cho một nghệ sĩ nữ. Từ thời điểm này, Perry còn gây chú ý vì phong cách biểu diễn khác người khi sử dụng đạo cụ trình diễn khác người như son môi hay bánh kem khổng lồ. Ca khúc Oshogay cũng khiến Cathy Perry được so sánh với Lily Allen, một nữ ca sĩ nổi tiếng vì những bài hát có phần lời kỳ quặc và thẳng thắn. Thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp comic của Cathy Perry. Sau khi làm giám khảo cuộc thi American Idol, Cathy Perry phát hành album phòng thu thứ 3 mang tên Teenage Dream vào năm 2010. Thành công album cùng các đĩa đơn như California Girls, Teenage Dream, Firework, E.T., Last Friday Night, DJIF và The One That Got Away trên bảng xếp hạng Billboard đã đưa Cathy Perry lên đỉnh cao trong ngành âm nhạc nước Mỹ. Album Teenage Dream hạ cánh tại vị trí đầu bảng của Billboard 200 với gần 200.000 bản tiêu thụ ngay trong tuần đầu tiên. Tính đến năm 2013, album đạt doanh thu 6 triệu bản trên toàn cầu và hơn 3 triệu bản chỉ trong phạm vi nước Mỹ vào năm 2020. Hai năm sau, hãng Capitol tái bản album này với tên gọi Teenage Dream The Complete Confession. Trong đó, đĩa đơn Part of Me đạt ngôi quán quân và Quiet Quake đạt áo quần Hot 100 ngay trong tuần đầu phát hành, làm sáng thêm bảng vàng thành tích của Cathy Perry. Năm 2013 tiếp tục là một năm thành công của Cathy Perry khi album thứ tư Prince của cô tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc. Hai trong số 5 bài hát của Prince ngay lập tức chinh phục những đôi tài khó tính và chạm nóc bảng xếp hạng Billboard. Với Draws và Dark Horse, Cathy trở thành nghệ sĩ đầu tiên có nhiều video đạt hơn 1 tỷ lượt xem tại Vivo. Dark Horse hợp tác với Juicy J
cũng có vài tuần đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, giúp Berry đánh bại thành tích của đàn chị Mariah Carey suốt 45 tuần trước đó. Vào năm 2015, Katy Perry tham gia trình diễn tại Super Bowl Halftime, sự kiện thể thao và nghệ thuật quy mô lớn bậc nhất thế giới. Màn biểu diễn của cô thu hút gần 120 triệu khán giả tại Hoa Kỳ và trở thành chương trình giữa giờ có lượng người xem cao nhất trong lịch sử Super Bowl trước khi bị Lady Gaga sáng ngôi năm 2017. Có thể nói, Prince đánh dấu thời kỳ hoàng kim trong hành trình âm nhạc của Katy. Vào năm 2014, cô được vinh danh tại vị trí thứ 5 trong danh sách nghệ sĩ hàng đầu năm 2013 bởi Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế. Giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp Katy Perry. Sang đến năm 2017, sự nghiệp của Katy Perry vẫn đang tiến triển ổn định với album phòng thu thứ 5, Witness. Ngay từ khi ra mắt vào đầu năm, album đã giành ngôi vị đầu tiên trên Billboard 200 của Hoa Kỳ. Nhưng xét về mặt thương mại, album Witness không chiếm được nhiều sự ưu ái từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Theo đó, số tiền thu về thậm chí còn không bằng 10% doanh thu từ album Prince năm 2013. Bên cạnh đó, kể từ khi album này được trình làng, sự nghiệp của Katy Perry dần tuột dốc và muôn vàn vận xui cứ thế ập đến cuộc đời cô. Năm 2019, Katy vướng vào nhiều lùm xùm kiện tụng đạo nhạc hay bị đồng nghiệp nam tố cáo quấy rối tình dục. Katy Perry từng bày tỏ rằng cuộc sống của cô chạm đáy khi album Witness có doanh thu thảm hại vào năm 2017. Cùng lúc đó, việc cô và Orlando Bloom cũng chia tay và những thất bại liên tiếp sau khiến Katy Perry muốn tự tử. Sau thất bại với Witness, giọng Carole tự động viên để thu âm những ca khúc mới, nhưng sự đánh giá không tích cực từ giới chuyên môn như nhấn chìm Katy Perry một lần nữa. Có lẽ điều đó khiến Katy Perry lùi dần về phía sau sân khấu và chỉ chính thức trở lại thị trường âm nhạc vào năm 2019. Mặc dù Never Really Over có lúc đạt đỉnh tại vị trí thứ 15 trên Billboard Hot 100, các ca khúc tiếp theo đó như Small Talk hay Harley in Hawaii mất dần đi độ nóng trước công chúng. Đây cũng là thời gian Perry chuẩn bị tái hôn với diễn viên Orlando Bloom kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò năm 2016. Đúng dịp Valentine, đồng thời là ngày đính hôn với diễn viên Orlando Bloom, nàng siêu sao nhạc pop phát hành MV 36 năm hợp tác với chàng DJ người Pháp Jet. Vinh quang thuộc về những người không ngủ quên trên chiến thắng. Đi cùng với thành công về sự nghiệp của Katy là một kho tàng các giải thưởng danh giá. Có thể kể đến 4 giải âm nhạc Billboard, 5 giải video nhạc MTV và 11 đề cử giải Grammy. Thành công về âm nhạc còn dẫn tới thắng lợi trong các lĩnh vực khác như phim ảnh. Trang Celebrity Networks đánh giá Perry có tổng tài sản trị giá 110 triệu đô la và giờ đang kiếm từ 30 đến 50 triệu mỗi năm. Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc, Perry đã bán ra hơn 100 triệu đĩa đường trên toàn thế giới, giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc có doanh số lớn nhất mọi thời đại. Katy Perry là người nghệ sĩ đa tài. Katy cũng chứng minh cho người hâm mộ thấy sự đa tài của mình khi lấn sân sang mảng điện ảnh và kinh doanh nước hoa. Về điện ảnh, cô thường tham gia làm khách mời trên các bộ phim hoặc chương trình truyền hình như The Simpsons, How I Met Your Mother and Rising Hope. Thắng đường đua nhưng suýt thua đường tình. Là người phụ nữ đa tình, Katy Perry từng có nhiều năm thăng trầm trong tình cảm trước khi tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Sở hữu một sự nghiệp phiên bản, nhưng chuyện tình cảm riêng tư của Perry lại không được như ý muốn. Trước khi đính hôn với Orlando Bloom, Katy từng qua một lần đò với danh hài Russell Brand vào năm 2010. Từng tổ chức đám cưới truyền thống Hindu rất linh đình tại Ấn Độ, nhưng sau hơn một năm chung sống, hai người đã đường ai nấy đi vì những khác biệt không thể hòa giải. Hạnh phúc dường như đã mỉm cười với Katy khi cô gặp Orlando Bloom tại bữa tiệc mừng lễ trao giải quả cầu vàng. Katy Perry từng gắn bó với John Mayer và kết hôn cùng Russell Brand. Trong khi đó, Orlando Bloom ly dị siêu mẫu Miranda Kerr sau khi có với nhau một con trai. Họ dần cảm mến nhau và dành nhiều tình cảm và sự âu yếm cho đối phương suốt thời gian sau đó. Tuy nhiên, đại diện cặp sao thông báo họ dừng hẹn hò bởi Orlando không muốn mọi chuyện quá nghiêm túc. Không lâu sau đó, Katy và Orlando được bắt gặp cùng đi xem buổi biểu diễn của Ed Sheeran và có những cử chỉ thân mật. Đến năm 2018, cặp đôi xác nhận quay lại với nhau khi chính thức sánh đôi tại gala của Global Essence ở Monaco và kết hôn một năm sau đó. Năm 2020, Katy Perry cho ra mắt đĩa đơn Never Gonna Cry như một món quà dành tặng cho người hâm mộ, chứa đựng nỗi niềm của cô khi chuẩn bị mặc chiếc váy cưới khi tái hôn với Orlando. Phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp là mãi mãi, và Katy Perry là một ví dụ điển hình cho câu nói ấy.